50 triệu đồng là một con số không hề nhỏ, và nếu bạn đang có ý định sử dụng toàn bộ số tiền này chỉ để mua một chiếc PC thì xin chúc mừng, bạn đã tự mở ra cho mình những lựa chọn vô cùng hấp dẫn và an toàn ở trong tầm giá này. Trước đây thì Hà Nội Computer đã giới thiệu đến các bạn những bộ PC sử dụng tản nhiệt nước, hay đơn giản là những bộ máy sử dụng các linh kiện chỉ yêu cầu về vấn đề hiệu năng và bỏ qua toàn bộ các yếu tố khác. Tuy nhiên, từng đó có lẽ vẫn là chưa đủ đối với những người yêu cầu sự độc đáo. Và ngày hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về chiếc Asus ROG Huracan đang ở ngay bên cạnh mình đây. Đây là phiên bản thế hệ thứ 2 và mới xuất hiện ở hệ thống của Hà Nội Computer. Hãy cùng tìm hiểu về nó như một cách hiệu quả để tiêu dùng số tiền của các bạn. Những chiếc máy đồng bộ đến từ một hãng cụ thể chưa bao giờ là lỗi mốt trên thị trường quốc tế cũng như là ở thị trường Việt Nam. Số lượng người dùng cần chi trả cho những cái loại máy như thế này vẫn còn rất nhiều, và họ chỉ cần quan tâm đến độ nổi tiếng của thương hiệu cũng như là mức giá mà họ cần phải trả là đã có thể quyết định một cách rất nhanh chóng rồi. Đơn cử ví dụ như chiếc Mac Pro 2013 của Apple, mặc dù không sở hữu thiết kế đẹp hay là cấu hình quá khủng, nhưng sản phẩm này vẫn được nhiều người dùng lựa chọn bởi nó đáp ứng được nhu cầu dựng phim cũng như là không chiếm quá nhiều diện tích trên mặt bàn, và quan trọng hơn cả là đó là một chiếc máy đến từ Apple. Trở lại với chiếc Asus ROG Huracan ở ngay đây thì đây là một sản phẩm dành riêng cho game thủ. Điều này khá đơn giản bởi vì là ngay trong cái tên thôi là đã có chữ Republic của gamer rồi, thì cái này là đã quá rõ ràng, chúng ta ai cũng thể biết được. Trái với chiếc Mac Pro 2013 vừa được nhắc đến ở trên, sản phẩm của Asus vẫn giữ được sự nhỏ gọn nhưng thiết kế lại vô cùng bắt mắt do được lấy cảm hứng từ siêu xe Lamborghini cùng tên. Trong tiếng Tây Ban Nha cũng như tiếng Anh thì Huracan hay là Huracan đều chỉ có một nghĩa là cuồng phong, và có lẽ cả Asus hay là Lamborghini đều muốn ám chỉ rằng sản phẩm của mình là mạnh mẽ như một cơn lốc vậy. Về vẻ bề ngoài thì chiếc máy của Asus có một tấm smart cover được định vị bằng nam châm ở mặt bên, mà mỗi khi người dùng tương tác mở lên hay đóng xuống thì cảm biến chuyển động sẽ tự động điều chỉnh profile hiệu năng cũng như là chế độ đèn LED. Ở mặt trước thì chúng ta có hai jack cắm âm thanh micro cũng như là headphone 3,5mm, một cổng USB Type-C, hai cổng USB 3.1 và kèm với đó là ổ đọc DVD. Ổ đọc DVD là thứ hiếm thấy trong một dàn máy gaming ở thời điểm hiện tại, có nút nguồn thì nằm ở ngay phía trên. Chiếc máy của chúng ta có một vẻ bề ngoài rất nhỏ gọn khi kích thước thực tế của nó chỉ lớn hơn một chiếc PS4 Pro một chút, nhưng so với một chiếc PS4 thì nó còn hơn ở chỗ là được trang trí bởi những dải đèn LED rất sáng hơn rất nhiều so với chiếc Asus GL10CS mà mình đã từng có dịp được trên tay ở trước đây. Và cả nội thất của chiếc máy này cũng được trang trí một hiệu ứng đèn LED rất đẹp luôn. Đó là chưa nói khả năng nâng cấp dung lượng lưu trữ nhờ cổng thay nóng ổ cứng ở vị trí trên nóc đây. Còn ở phía đằng sau, các bạn sẽ phát hiện ra những cổng kết nối cơ bản của một chiếc bo mạch chủ Z390 thông thường. Về cấu hình thì năm nay Asus trang bị cho ROG Huracan một CPU Core i7-9700K, 16GB RAM DDR4, 512GB ổ cứng SSD NVMe và một card đồ họa là RTX 2070. Và khi liệt kê cấu hình ra như thế này thì chúng ta sẽ phát hiện ra một điểm đặc biệt nữa, đó là chiếc máy này sẽ không sử dụng nguồn cắm trong để phân phối năng lượng mà sẽ sử dụng hai adapter, một dành riêng cho chiếc GPU và một dành riêng cho các linh kiện còn lại. Do hai chiếc adapter này có công suất đầu ra khác nhau nên khi sử dụng các bạn sẽ phải cắm theo đúng thứ tự trên hướng dẫn của nhà sản xuất, còn nếu không thì máy sẽ không lên. Về hiệu năng thì sự kết hợp truyền thống của Intel và Nvidia thường mang đến một cảm giác yên tâm nhất định. Điều này thể hiện ở cả 5 game đòi hỏi cấu hình rất cao mà bọn mình đã mang vào, bao gồm PUBG, Battlefield 5, Assassin's Creed Odyssey, GT5 và Shadow of the Tomb Raider. Chiếc Huracan đều có thể giải quyết ngon lành với hiệu suất tương tự như những chiếc máy để bàn, có thể tích lớn nó rất nhiều. Tất nhiên là vẫn ở trên màn hình độ phân giải Full HD mà thôi. Máy này cũng sẽ được kèm sẵn một cây Windows bản quyền Home, thế nên là các bạn hoàn toàn có thể yên tâm về khả năng làm chủ chiếc máy này ngay từ lúc mang về. Giờ thì gameplay, nhạc và bảng biểu sẽ được cho chạy để các bạn cùng đánh giá. Nhắc đến chơi game thì sẽ không thể không nhắc đến tính năng đặc biệt của Huracan. Điểm đáng tiền nhất của chiếc máy này chính là hệ thống sử dụng Smart Cover của nó. Và như các bạn thấy thì chúng ta có thể tương tác với nó bằng cách đóng vào và mở ra như thế này. Và cái chi tiết này đã được bọn mình nhắc đến ở đầu video, và bây giờ sẽ là thời điểm chúng ta cùng thử nghiệm xem đây có phải là một chức năng thật sự hữu ích không hay là chỉ để đấy cho vui. Trong 5 tựa game kể trên thì mình sẽ chọn ra Battlefield 5 để kiểm tra, vì thật sự đây là một tựa game rất nặng. Và như các bạn đang thấy ở trên bảng biểu trên màn hình thì sự khác biệt về hiệu năng, nhiệt độ là có xảy ra. Tuy nhiên không quá nhiều và chênh lệch chủ yếu đến từ nhiệt độ của GPU, khi full load thì nó ở mức 71 và 73 độ khi đóng và mở cái Smart Cover này. Đến đây thì chúng ta có thể tạm quyết được rằng đây là tính năng chỉ mang tính chất thêm thắt vào cho thao tác đóng mở thùng case mà thôi. Còn về phần mình thì mình sẽ khuyên các bạn là khi chơi game hay làm việc thì hãy mở chiếc Smart Cover này ra để tối hóa hiệu năng. Còn khi nghỉ ngơi thì hãy đóng nó lại để tránh bụi cũng như là các yếu tố rủi ro khác. Thực tế thì cái thao tác đóng mở Smart Cover này nó rất là thỏa mãn bởi vì nó được trợ lực bằng 5 châm. Thế nên là mình nghĩ rằng là mọi người sẽ không thể nào từ chối mà đóng mở nó vài lần trong ngày. Riêng với những tác vụ liên quan đến làm việc thì bộ đôi 9700K và RTX 2070 cũng thể hiện rất tốt với PCMark 10 và cinebench R20. Kết quả phải nói là khả quan nhất là khi tính về vẻ bề ngoài cũng như là sự nhỏ gọn của cả dàn máy. Mình đánh giá đây là lựa chọn hợp lý dành cho những bạn làm công việc liên quan đến sáng tạo nội dung mà vẫn muốn bàn làm việc của mình toát lên một vẻ độc đáo nào đó. Các bạn có thể tải file kết quả benchmark ở phần mô tả nếu có nhu cầu tìm hiểu chi tiết. Như vậy là chúng ta vừa tìm hiểu về chiếc Asus ROG Huracan thế hệ thứ 2. Đây là một trong những sản phẩm rất mới vừa có mặt tại Hà Nội Computer và chúng đang được bày bán với giá 53,5 triệu đi kèm với một số phần quà vô cùng đặc biệt. Các bạn có thể chọn cho mình chiếc màn hình Asus VG248QG với tần số quét lên tới 165Hz hoặc là một bộ Gear Razer hàng hiệu. Và như đã nói ở trên thì đây là một bộ máy có hiệu năng vô cùng tốt, ngoại hình vô cùng độc đáo và nó sẽ dành cho những ai yêu thích sự đặc biệt, phong cách mua hàng nhanh gọn và không phải suy nghĩ nhiều. Có các bạn thì các bạn nghĩ sao về sản phẩm này? Hãy để lại ý kiến ở phần bình luận bên dưới. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.